ngày làm việc đó là uống khoảng 2 ly cà phê sáng sớm là mình bắt đầu 6 giờ, khoảng 6 rưỡi, bữa nay thời gian mình là 6 rưỡi mình lên tiệm, lúc trước thì sớm hơn. Còn buổi chiều thì khoảng 1 giờ, có khi làm nguyên ngày luôn thì một ngày 2 ly cà phê. Nói chung một tháng tốn tiền cà phê hơi bị nhiều á. Các bạn có anh chị biết nè, đây là một cái cuốn sách. Cuốn sách nha, cuốn sách xịt, cái giá của nó có giá gốc của nó có 7.600 nè. 7.600. Nhưng mà nếu chúng ta photo thì một cái cuốn này, nếu mà cuốn đầu tiên mà chúng ta photo thì nó nằm khoảng hết 25.000. Hết 25.000 nha. Còn qua cuốn thứ hai, cuốn thứ ba thì giá thành nó sẽ giảm lại. Đây là cái cuốn sách mà cái năm học này á, nó đang rục rịch, năm tới là chủ trương của Bộ Dục á, là đổi sách, nên là năm vừa rồi là đổi sách lớp 1, đổi sách lớp 1, và một bộ sách của lớp 1 là tính cho đến thời điểm đầu năm vào mua thì thấy vừa những một bộ sách lớp 1 và những cái dụng cụ luôn á, thì nó nằm tốn tiền của phụ huynh, nó nằm họ hết gần 1 triệu đồng. Mình thấy bữa nay là cái tiền học của phụ huynh đóng vào trong sinh cũng khá là rác, nhưng mà chúng ta phải mua bộ sách như thế ha. Còn đây là cái cuốn sách bài tập của lớp 2 là đang chuẩn bị là sang năm là đổi sách nữa, là không, nên là khi mà phụ huynh nào mua chậm sẽ không còn nữa và sẽ đi photo thế này trong sinh học. Mình thấy đây là một điều mà mình thấy cũng rất là tiếc. Cũng thấy là rất là phải nói là khó chịu hơn khi mà con em học hoặc là những ai đó không mua được sách cho học sinh học cho nó đàng hoàng, mình thấy nó rất là tội học sinh đó. Còn đối với về cái vấn đề photo chúng ta, photo dịch vụ chúng ta thì các bạn biết là có những cái trường hợp khi mà đưa sách vào thì tất cả các anh chị và đặc biệt các anh chị mới, chúng ta nên chú ý là khi mà khách hàng đưa sách vào thì chúng ta nên kiểm tra, thứ nhất là coi cái sách đó chúng ta phổ được hay không ha. Chúng ta kiểm tra là cái lề gáy này nó có sát hay không, hay là nó rộng. Đối với một số sách đó, các bạn thấy là in đó, cái lề gáy nó sát lắm, và khi mà hai bên cái chữ này nó sát nhau đó, thì chúng ta khi mà chúng ta lật chúng ta đóng đó, thì nó không có đẹp thôi. Chứ thật ra nếu mà phô thì vẫn được, nhưng mà nó không có đẹp. Nhưng mà khi mà nhận xong thì chúng ta phải báo giá liền cho khách hàng là lúc đó. Tại vì có thể là nó, như các anh chị thấy giá bì ở đây một cuốn sách của học sinh này thì tầm là nó cho nó 8.000 đi, nhưng mà khi mà cô ra phòng tiệm thế này thì bắt buộc là giá nó phải cao rồi, tại vì cái công để đứng lật một cuốn sách đó, thì nó rất là lâu. Một cuốn sách này có 40 mấy trang thôi mà lật cũng phải gần có 15 phút. Thì mình nghĩ khi mà mới mở tiệm ra, các anh chị nên cái gì chúng ta cũng phải làm, đồng ý là sách đó, là nó sẽ khó. Sách nó sẽ khó chụp và nó chụp lâu hơn, mà đứng nó mở chụp hơn. Tuy nhiên cái giá thành đầu tiên á, theo mình ở đây á, mình tính á, hiện tại bây giờ mình tính là cho khách, nếu mình chấp nhận thì làm, không chấp nhận thì thôi. Đó là cái bản đầu tiên, tức là cái bản đầu tiên là 500 đồng một tờ. Bản chụp đầu tiên 500 đồng một tờ, lý do công chụp đứng lâu này kia. Còn bắt đầu tính từ bản thứ hai trở đi thì chúng ta cứ tính 300 đồng một tờ, sau đó cộng bì và chúng ta sẽ cộng lại vào thôi. Thì chúng ta sẽ tính giá cho khách và báo trước cho khách, như vậy thì khách đồng ý thì làm. Đó là những cái thỏa thuận ban đầu mình, nó tạo cho mình những cái cách làm việc của mình dễ dàng hơn, mà mình thỏa thuận và khách sẽ không phàn nàn hơn. Mà khi chúng ta không báo giá trước, sau đó là tính tiền mà khách giá cao quá thì cũng không chấp nhận. Giống như hôm qua mình có một vị khách cũng đem một cuốn sách vào, tức là cuốn sách này là cuốn sách nội của thư viện, nói chung là một cuốn sách về văn hoặc là những cuốn sách gì đó, thì nó hơi có một số cái nó hơi hiếm, thì người ta muốn đọc trên mạng nó vẫn có, nhưng mà đều người ta muốn đọc trực tiếp hơn thì đi mượn đi về photo ra. Thì các bạn biết nếu mà cuốn sách á, cái giá gấp của nó có 3 mấy ngàn, nhưng mà khi mình tính ra gấp đôi, gấp 70 ngàn thì khách hàng không chấp nhận, thì khách hàng đi đó. Thì đó là cái thỏa thuận ban đầu mà mình nghĩ cần thiết cho tất cả các anh chị mới. Chúng ta phải báo giá ngay tức khắc cho khách để chúng ta thỏa thuận, làm được thì làm, không làm được cho khách đi. Nó là một cách mà để chúng ta dễ làm việc nhất trong cái ngành nghề photo dịch vụ in ấn này. Mình nghĩ các bạn cứ nghĩ là cái ngành dịch vụ photo in ấn này nó dễ lắm, nhưng mà thật ra khi mà các bạn đã dấn thân vào trong cái ngành nghề dịch vụ này, các bạn làm một thời gian rồi các bạn sẽ thấy được những cái khó khăn của nó, những cái vất vả của nó không phải là dễ đâu. Không phải là chúng ta cứ vô rồi phô cứ 1.000, 2.000, 5, 10.000, mấy chục ngàn đó chúng ta thấy dễ, thật ra không dễ chút nào. Ngoài cái sự tỉ mỉ cẩn thận mà chúng ta cũng phải làm sao cho khách hài lòng, với lại là chúng ta phải bước đầu chúng ta phải
nói chung là làm tất tần tật nhỏ lẻ, cái gì cũng phải làm để chúng ta lấy mối. Rồi sau đó khi mà mối lái được nhiều rồi, các bạn cứ có quyền các bạn lựa chọn những cái mối nào chúng ta làm, những cái mối nào chúng ta không làm, thì mình nghĩ đó là những cái cách tốt hơn ha cho các bạn, và đặc biệt là những cái bạn mới, để chúng ta biết cách mà khi mà nhận khách photo sách như thế này chúng ta phải thỏa thuận như thế nào để cho khách nó đồng ý giữa chúng ta ban đầu thì làm cho dễ hơn. Đó là một chút cái kinh nghiệm muốn chia sẻ cho tất cả các bạn mới ha, với mỗi tiệm photo. Hy vọng là các bạn sẽ cố gắng xây dựng cái tiệm của mình thật là tốt để có một cái định hướng phát triển cho cái tiệm của mình nó tốt hơn ha. Rồi xin chúc tất cả các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn và các anh chị ở video sau nha. Bye bye.